Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để check một cái smart contract, hay còn gọi là hợp đồng thông minh trên cái mạng smart chain BEP20 của Binance. Rồi, thì thông thường một cái hợp đồng thông minh mà nó phát hành cái token, nó đã được niết trên các sàn lớn hoặc đã được kiểm chứng, thì quý vị có thể lấy trong cái CoinGecko. Đây, KTV sẽ vào cái coingecko.com để lấy cái hợp đồng. Ví dụ ở đây KTV sẽ lấy cái hợp đồng của cái token nào BEC chẳng hạn. Rồi thì quý vị để ý này, cái phần contract đây này, đó. Quý vị bấm vào cái biểu tượng copy để có thể lấy cái hợp đồng của nó. Ok. Ngoài ra quý vị hãy vào cái trang bscscan.com, ok chưa? Cũng ở cái ô tìm kiếm này, quý vị đánh cái mã token mà quý vị muốn lấy hợp đồng. Ví dụ ở đây KTV cũng lấy cái token BEC. Đây, quý vị để ý đến cụm từ contract này, đó. Đây chính là cái smart contract của cái token mà quý vị muốn tìm kiếm muốn lấy. Rồi, vậy thì bây giờ làm sao để mà check được cái hợp đồng đó? Một ngày trên cái mạng Smart Chain BEP20 nó có khoảng độ 500 cái token mới được phát hành. Ok, ví dụ quý vị đánh vào cái ô tìm kiếm này, nó sẽ ra như ở đây. Quý vị sẽ thấy nó có cái dấu tích màu xanh đây này, là được chính BSC Scan họ kiểm chứng, ok chưa? Và bên dưới nó có một cái địa chỉ domain, đó là những cái token lớn nó đã được niết trên các sàn lớn. Còn những cái token mà nó mới ra thì cái domain này nó cũng không có đâu, ok chưa? Rồi thì bây giờ quý vị có thể thử check một cái hợp đồng mà quý vị muốn kiểm tra này. Ở đây nó có một số các thông tin như địa chỉ email này, Medium này, Twitter, Telegram, CoinMarketCap và thậm chí nhiều các thông tin khác nữa. Ok chưa? Rồi bây giờ quý vị hãy copy cái contract này đi. Copy này. Và quý vị dán vào cái ô tìm kiếm. Rồi quý vị tìm đến cái từ contract này. Thì đây là một cái hợp đồng đã được xác minh bởi một bên thứ ba này. Đó, quý vị để ý này. Ok chưa? Đây là KTV đang ví dụ để kiểm tra một cái hợp đồng tốt. Rồi bây giờ KTV sẽ chuyển sang ví dụ kiểm tra một cái hợp đồng mà độ rủi ro nó rất lớn. Đây, quý vị để ý này. Contract Short Code Verify Seminamax này. Đó, thì cái hợp đồng này này, hợp đồng này chưa được kiểm chứng bởi một bên thứ ba. Và khi quý vị đầu tư vào các hợp đồng này, độ rủi ro rất chi là lớn. Ok chưa? Đó. Rồi, tiếp theo KTV sẽ ví dụ về một cái. Đây. Ví dụ về một cái hợp đồng mà nó có một cái hàm migrate này, quý vị để ý này. Đây. Migrate này. Migrate đây, migrate màu xanh này. Thì những cái hợp đồng này quý vị tuyệt đối không nên đầu tư vào. Đó. Độ rủi ro cực kỳ lớn. Ok chưa? Và quý vị có thể copy cái này ra cái Word nếu quý vị sử dụng trên cái máy tính và gõ cái hàm là migrate thì nó sẽ ra. Thì đây là KTV đang ví dụ một cái hợp đồng nó không tốt. Nên quý vị cũng không nên đầu tư vào cái hợp đồng mà nó có cái hàm này. Đó.
Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây.